xin mời. Rồi anh có thể đọc to hơn người máy bán hàng không ạ? B0721 Nguyễn Văn Tiến. Anh Nguyễn Văn Tiến xin mời. Xin mời Tiến ạ. Xin mời Tiến ạ. Xin mời Tiến ạ. Một trong tay từ đầu nghe để cho anh Tiến người máy bán đầu tiên. Vâng, và xin mời anh Tiến. Anh có sang bên kia đứng cạnh em Phương Thiều Thiều Dô một xinh đẹp. Và ngay tiếp theo anh sẽ được chọn phần quà của mình. May mắn những phần quà em đã được đánh số rồi. Và giá trị thì có được 1 lần nữa.